Sáng ngày 14 tháng 11, trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2024 tại Lima, Peru, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2024. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên và có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo APEC gặp gỡ, trao đổi cùng đại diện lãnh đạo cấp cao của hàng ngàn doanh nghiệp hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương về các xu thế phát triển mới, cơ hội và thách thức đặt ra đối với khu vực và đề ra ý tưởng giải pháp đột phá cho hợp tác và phát triển tại khu vực. Với chủ đề Con người, doanh nghiệp, thịnh vượng, hội nghị lần này gồm 20 phiên thảo luận tập trung các vấn đề, xu thế có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực và thế giới như biến đổi khí hậu, các biến động địa chính trị trên thế giới, cách mạng trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và kết nối khu vực, nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và sự phát triển của các thị trường mới nổi. Chủ tịch nước Lương Cường với tư cách là khách mời chính đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ nhận định thế giới và châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua những chuyển đổi to lớn, mang tính thời đại, tác động đa chiều tới mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp.